Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Hân nha. Sẽ có một số hoa giấy và ngũ sắc và một số dòng khác muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi anh chào Hân. Dạ chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị ạ. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã nhiệt tình ủng hộ em ở các clip vừa rồi nha. Thì nhà vườn em thì ở Tân Khánh Trung lúc giờ Đồng Tháp nè. Rồi hôm nay em có lên một số mặt hàng hoa giấy muốn giao lưu tới cô chú anh chị mình ạ. Thì không làm mất thời gian cô chú anh chị, em lên cho mình một cây mã số 1 là em tím Pháp nha. Cây một cốt cái phơm tròn xoè anh chị em. Dạ. Rồi em đo thông số cho mình coi luôn ạ. Tổng tán là 52 nè. Tổng chiều cao cho mình được là 72. Hoành cho mình là hoành 13. Đây bộ gửi hình được trung sâu về anh cô chú anh chị mình khai thác lên cho em nha. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu tới mình mức giá là 350 nha cô chú anh chị. 350 cho em tiếng Pháp mã số 1 ạ. Em xin xuống mã số 1. Tiếp tục em lên cho mình mã số 2 là em 3 màu, gồm có là mã lai trắng nè, mã lai hồng và tím Pháp nha cô chú anh chị. Tổng tán này cho mình là 42. Tổng vô ca cho mình là 55. Quần này cho mình được là quần 11 ạ. Dạ quần 11 rồi. Mã số 2 một em 3 màu. Em xin giao lưu tới mình giá là 280 nha cô chú anh chị. 280 cho em 3 màu mã số 2. Tiếp tục em lên cho mình mã số 3. Cây ruby tím lửa. Dạ. Phân tán rất là nhiều. Một cốt của anh chị em. Tổng tán mình là 55 nè. Tổng cao đây cho mình là 65 ạ. Quần đây cho mình được là quần 11 nha cô chú anh chị. Dạ quần 11 rồi. Mã số 3 một em ruby tím này em xin giao lưu với mình mức giá là 280 luôn ạ. 280 cho em mã số 3 nha cô chú anh chị. Tiếp tục em lên cho mình em mã số 4 là em tím bướm ạ. Đây phơm tàn rất là đặc nha cô chú anh chị. Hoa. Tổng tán cho mình được là 50 ạ. Tổng chiều cao cho mình được là 82. Quần cho mình đây được là quần 13 luôn nha cô chú anh chị. Dạ quần 13 rồi. Mã số 4 một em tím bướm này em xin giao lưu với mình mức giá là 360 nha cô chú anh chị. 360 cho em tím bướm nè, mã số 4. Tiếp tục em lên cho mình mã số 5, một em 3 màu luôn ạ. Gồm có là mã lai trắng nè, mã lai hồng và tím Pháp ạ. Tổng tán cho mình là 42. Tổng cao là 80. Quần này cho mình là quần 12 luôn ạ. Dạ quần 12 rồi. Mã số 5 một em 3 màu này em xin Zalo với cô chú anh chị mức giá là 280 nha. 280 cho em 5 màu. Mã số 5 ạ. 3 màu. Dạ. Tiếp tục mã số 6 một em Ấn Độ nha cô chú anh chị. Một em tiểu Ấn Độ ha, đang full hoa. Ngang là 58 nè. Cao là 82. Quần cho mình là quần 14 nè. Dạ quần 14. Rồi em ở tiểu Ấn Độ rồi, hoa rất là xung xuê. Em xin giao lưu với mình mức giá là 380 nha cô chú anh chị. 380 cho em Ấn Độ mã số 6 ạ. Tiếp tục em lên cho mình em mã số 7, một em 2 màu ạ. Đỏ lửa và cam lửa, lửa. Tổng tán cho mình là 42 nè. Tổng cao là 75. Quần cho mình là quần 9 nha cô chú anh chị. Dạ quần 9. Rồi mã số 7 một em 2 màu lửa này em xin giao lưu mình mức giá là 260 nha cô chú anh chị. 260 cho em mã số 7 2 màu lửa. Tiếp tục mã số 8 của là em Mondurin. Mondurin ạ. Tổng tán mình là 45 nha. Tổng cao là 67 ạ. Quần cho mình là quần 14 nha cô chú anh chị. Dạ quần 14, mặt hoa thì rất là đổi màu rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 8 Mondurin này em xin giao lưu mình mức giá là 380 nha cô chú anh chị. 380 cho em Mondurin mã số 8 ạ. Tiếp tục mã số 9 là em 3 màu ạ. 2 màu ạ cô chú anh chị, gồm có đỏ nè và tím ạ. Đỏ lửa và ruby tím lửa của anh chị. Tổng tán cho mình là 55. Tổng cao cho mình là 80 ạ. Quần cho mình là quần 12 nha cô chú anh chị. Cây này 3 màu anh chị em. 3 màu băng keo nha. Đây, 3 màu băng keo khác đây, nhau. Đây, có một cam nữa. Cam chưa lên. Dạ, rồi, mã số 9 này em xin cho lưu với mình với giá là 280 nha cô chú anh chị. 280 cho em 3 màu lửa mã số 9 ạ. Mã tiếp số tục, 10. Mã số 10. Một cây trắng lửa. Bơm nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Tổng tán là 45 nè. Tổng cao cho mình là 76. Quần cho mình là quần 11 luôn ạ. À. Dạ quần 11 rồi. Mã số 10
một em trắng lửa thì em giao lưu với mình mức giá là 280 nha cô chú anh chị, 280 cho em trắng lửa mã số 10 ạ. Tiếp tục em lên cho mình mã số 11 cũng một em 3 màu lửa, 4 màu, 4 màu lửa gồm có cam lửa nè, đỏ lửa, tím lửa, hồng lửa. Dạ. Ngang là 42, cao 74. Hoành cho mình đây là hoành 11. Dạ hoành 11 rồi, mã số 11. Một em 4 màu này, em xin giao lưu với mình mức giá là 280 nha cô chú anh chị. 280 cho em 4 màu lửa. Rồi, mã số 11. Tiếp tục em lên mình mã số 12, một em ngũ sắc thái 5 màu. Lên đủ 5 mặt hoa cho mình luôn nha cô chú anh chị. Còn có đỏ, hồng, trắng, phớt hồng, vàng và cam luôn anh chị em. Dạ, ngang 50 nè. Kỳ rất là đẹp ha. Cao lên mình là 82 luôn nè. Hàng Noel của anh chị em. Hoành cho mình là hoành 17 luôn nha cô chú anh chị. Dạ hoành 17 rồi, mã số 12 một em ngũ sắc thái 5 màu này. Em giao lưu với mình mức giá là 458 nha cô chú anh chị. 458 cho em ngũ sắc thái 5 màu này nè. Rồi em xin xuống ạ. Rồi, mã số 13. Một em mã lai cam ạ. Hồng lửa. Hồng lửa nha cô chú anh chị. Ngang là 35. Cao là 73. Hoành đây là hoành 14 luôn ha cô chú anh chị. Dạ, mã số 13 một em hồng lửa này, em giao lưu với mình mức giá là 300.000. 300.000 cho em hồng lửa mã số 13. Tiếp tục em lên mình mã số 14 nào, em ngũ sắc thái 5 màu nữa ạ. Cái này thì bông có lên gỗ hơn cái cây hồi nãy vừa rồi ạ. Ngang 62. Cao cho mình lên là 80. Hoành nó cho mình được là hoành 17 luôn ạ. Bộ rễ hay còn được chân chôn sâu phía dưới nha cô chú anh chị. Rồi mã số 14. Một em ngũ sắc thái 5 màu này, em giao lưu với mình mức giá là 480 luôn ạ. 480 cho em ngũ sắc thái 5 màu mã số 14. Tiếp tục mã số 15, một em mã là trắng nha. Đây, form rất là đẹp ạ. Trắng tinh khiết luôn anh chị em. Ngang 50 nè. Cao 85. Hoành 16 cho mình luôn nha cô chú anh chị. Dạ hoành 16 rồi, mã số 15. Một em mã lai trắng này, em giao lưu với mình mức giá là 300.000 nha cô chú anh chị. 300.000 cho em mã lai trắng mã số 15 nè. Tiếp tục mã số 16. Một em hai màu tím ạ. Tím gồm có là tím pháp. Dạ, tím bướm và tím pháp nha cô chú anh chị. Cây một cốt rất là lực của anh chị em. Ngang 50 nè. Cao cho mình là gần 1 mét luôn nha cô chú anh chị. Hoành đây là hoành 20 luôn nha. Wow, bộ ghế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 16 này em giao lưu với mình mức giá là 550 nha cô chú anh chị. 550 cho em hai màu tím ạ. Tiếp tục em lên cho mình mã số 17. Lộn em ngũ sắc thái 5 màu luôn nữa ạ. Bên em thì hàng ngũ sắc này còn rất là nhiều nha cô chú anh chị, mình yên tâm nha. Ngang là 50 nè. Cao cho mình là 87 ạ. Hoành đó cho mình được là hoành 15 nha cô chú anh chị. Dạ hoành 15. Rồi, mã số 17 một em ngũ sắc thái này, em giao lưu với mình mức giá là 430 nha cô chú anh chị. 430 cho em ngũ sắc thái ạ, mã số 17 ạ. Tiếp tục em lên mình mã số 18. Cây 3 màu tiếp theo. Dạ 3 màu, mã lai hồng nè, mã lai trắng và tím pháp ạ. Rồi em lôi phỏng tán với mình nha cô chú anh chị. Ngang 42 nè. Cao 67 ạ. Hoành là hoành 14 nha cô chú anh chị. Đây bộ ghế còn được lá chôn sâu phía dưới nha cô chị, để chắc chắn cho cây nha cô chú anh chị. Rồi mã số 18 này em giao lưu với mình mức giá là 280 nha. 280 cho em mã số 18 một em 3 màu ạ. Tiếp tục em lên mình mã số 19 ạ. Một em mã lai trắng luôn ạ. Đàn full búp của anh chị em, cây này Noel luôn. Ngang 52 nè. Cao là 96. Hoành cho mình đây lượt là hoành 15 nha cô chú anh chị. Đây hoành 15. Đây form rất là đẹp nha. Rồi mã số 19 này em giao lưu với mình giá là 380 nha cô chú anh chị. 380 ạ, cho em mã lai trắng ạ. Tiếp tục mã số 20 là em 3 màu lửa. Không có là đỏ lửa, cam lửa và tím lửa. Kẹo búp chân ha. Lô này đang lên. Ngang 28. Cao 70 nè. Hoành cho mình đây là hoành 11 luôn nha cô chú anh chị. Dạ, một em 3 màu lửa thì mã số 20. Em giao lưu với mình mức giá là 280 nha cô chú anh chị. 280 cho em mã số 20 3 màu lửa.
Rồi, mã số 21 của em Hồng Tuyết à. Đây, phơm rất đẹp, nụ hoa rất là nhiều nha cô chú anh chị. Ngang 38 nè, cao cho mình là 76 nè, quanh nó cho mình là quanh 9 luôn nha cô chú anh chị. Dạ, quanh 9 đây. Em Hồng Tuyết này em giao lưu với mình mức giá là 260 nha cô chú anh chị, 260 cho em mã số 21 ạ. Tiếp tục mã số 22 của em, 4 màu lửa nha, gồm có là tím lửa nè, đỏ lửa, cam lửa và hồng lửa. Hồng lửa đang lên kẹo búp luôn em. Ngang 38 nè, cao 70, quanh 12 cho mình luôn ạ. Dạ, mã số 22 một em 4 màu lửa này em giao lưu với mình mức giá là 280 nha cô chú anh chị, 280 cho em 4 màu lửa mã số 22. Rồi thì cuối video em cảm ơn anh Thái, cảm ơn cô chú anh chị mình đã đến nhà vườn xem video các em ạ. Mong cô chú anh chị mà ân thì alo số điện thoại giúp em nha. Rồi anh chào anh Thái. Rồi hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo ở nhà vườn em Ngọc Hân nha. Và ngoài những cái mã số trên like thì trong vườn còn số lượng nha. Quý anh chị em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp cái mẫu nào thì nhà vườn sẽ gửi mẫu qua cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo nha. Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn lại quý anh chị vào clip tiếp theo ha.